Đợt lũ lụt lịch sử trong tháng 10 cùng với mưa rét kéo dài gần 2 tháng qua đã làm cho việc xuống giống vụ hoa Tết năm nay của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài trễ vụ thì mưa rét đã làm cây hoa không phát triển, thậm chí là bị chết do thối rễ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Là một hộ gia đình có nghề trồng hoa lâu năm ở thôn Nhan Biêu 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, ông Phan Cư đã thấu hiểu được những khó khăn trong vụ trồng hoa phục vụ Tết năm nay. Ngoài việc lũ lụt đem bùn đá phù sa bồi lấp, thì mưa rét kéo dài cũng đã làm cho cây hoa chậm phát triển, thậm chí bị chết do thối rễ. Hiện tại, gia đình ông Cư đã xuống giống gần 2 sào hoa cúc vàng, nhưng với thời tiết cực đoan như thế này, không biết cây hoa sẽ ra sao. Những năm trước, gia đình tôi thì bây hiện giống thời điểm bây giờ là hoa của tôi đã cao rồi, đã tốt rồi. Nhưng mà năm nay do lũ về muộn, thứ hai đất phù sa nhiều, tối là phải đào để bóc cái bùn phù sa đã, khi nào bây giờ mới trồng. Nhưng bây giờ mới trồng được một ít, nhưng mà thời tiết bây giờ thì năm nay lũ lụt xong thì rét kéo dài. Tôi sợ rằng là cái hoa nó phát triển chậm, khó khăn không nở kịp trong dịp Tết. Triệu Thượng là một xã có nhiều hộ dân trồng hoa Tết của huyện Triệu Phong, với trung bình mỗi năm bà con nhân dân đưa vào trồng 2 hectare, trong đó nhiều nhất là hoa cúc các loại. Ngoài việc thâm canh cây lúa thì việc trồng hoa Tết cũng đem lại nguồn thu khá cao cho bà con nhân dân trong dịp cuối năm. Tuy nhiên năm nay, vụ trồng hoa Tết ở xã Triệu Thượng cũng đang gặp những khó khăn do lũ lụt và mưa rét kéo dài, nên diện tích cũng giảm 50% so với những năm trước. Qua cái lụt bão vừa rồi, nó điều kiện thời tiết rất khó khăn. Mặt khác, qua cái lụt thì cái lượng phù sa, đất sét cũng như là cả cái dịch bệnh mầm bệnh ở trong cái lụt nó để lại hậu quả rất lớn đổ trong làm đất để trồng hoa. Lại đáng ra thì mùa hoa năm nay thì phải tốt hơn so với là trong cái thời gian sinh trưởng, nhưng mà do điều kiện thời tiết rét cho nên việc đây rất khó khăn. Thì với vai trò tổ chức hội nông dân, chúng tôi là tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nông dân tiếp tục để chăm sóc, để làm trên cái cây hoa này để phục vụ cho cái Tết Nguyên đán sắp đến. Nghề trồng hoa Tết đem lại giá trị kinh tế rất cao, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm nông nhàn cho người nông dân. Do vậy, vụ trồng hoa Tết năm nay ở xã Triệu Thượng đang gặp không ít khó khăn, sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của bà con nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.